Xin chào các anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh em một món đồ chơi mới. Đó là chiếc Fire Stick Grip với tên gọi là Gamser F2. Cùng xem bên trong hộp có gì nào. Đây là grip được thiết kế rất gọn gàng với hai thành phần lồng vào nhau. Nó có một thanh nối ở cả hai bên, thì khi nào mình cần sử dụng với điện thoại mình sẽ kết nối hai phần lại với nhau. Thì nó còn có một lò xo có thể kéo giãn được để vừa với mọi loại kích thước màn hình. Hộp nhỏ này chứa hai fire stick. Thì hai fire stick này có chức năng là hai cò để kết nối lên trên màn hình của điện thoại mà các anh em chơi PUBG hay là ROS đang rất quan tâm. Mình xin đi vào chi tiết một chút. Thì grip Gamser F2 này được thiết kế rất thông minh và gọn gàng. Khi nào chơi game thì mình sẽ tháo ra và lồng hai phần tay nắm lại với nhau. Phần gù nắm rất to và thiết kế có khe hở để mình có thể vừa chơi vừa sạc. Phần lò xo thì được kết nối rất là chắc chắn. Nó cũng dễ dàng mang đi chứ không cồng kềnh như các loại khác. Phần cò được làm trong suốt và phần nút bấm thì làm bằng kim loại, mang lại cảm giác ấn rất nảy. Mình đã thử nhiều loại trên thị trường có chức năng tương tự thì mình gần như chắc chắn là F2 là sản phẩm tốt nhất. Bây giờ mình sẽ kết nối thử với điện thoại Xiaomi Black Shark. Thì hai cái grip mình phải gắn sẵn lên trước, rồi khi kết nối thì mình kéo ra, mình kẹp cái điện thoại vào thôi. Do hai cái gù nó rất là dày nên là cảm giác cầm rất là tốt. Còn hai cái cò thì mình sẽ gắn vào hai bên trái và phải. Sau đó mình sẽ chỉnh sao cho nó cân bằng và sát nhất với lại cái phần rìa màn hình. Do hai cái cò này nó làm bằng kim loại rất là dày nên khi mình ấn nó sẽ không có bị lung lay đâu. Cảm giác rất là tốt. Mình đang chơi game ROS trên iPhone 10. Mình đã chỉnh thì bên phải là nhắm. Đây nó phản ứng ngay lập tức, không hề có lắc hay là độ trễ nào đâu. Bên trái thì mình chỉnh là nút bắn. Khi mà chơi bằng Gamser F2 thì sức mạnh của mình tăng lên tới 69 lần rồi. Không hề có lắc đâu nha mấy bạn. Với lại là phần cò này nó làm bằng kim loại, nó rất là đậm tay và không có bị lung lay khi mà mình bắn đâu. Với mức giá là 399.000, Gamser F2 chắc chắn sẽ là một món đồ chơi đáng để quan tâm khi mà game PUBG hay là ROS đang rất hot để chơi trên smartphone. Và cũng trong video clip này, mình sẽ tặng một code giảm giá 100.000, code được đính kèm trong phần chi tiết của video. Hãy cùng trải nghiệm miễn phí tại proshop.vn. Xin cảm ơn.